Bắt con tay từ tuổi ban đầm nâng tha nè niên sợi ôn, bà cạc xài thôn, tìm khuôn bắt cồm hôn muối, sắp tay nè lũ online là bây chú mô cư dì sử dụy, bố bạp nít tự can nè niên sợi ôn. Bắt xôm cổ rụp chụp riêp xuống có đồ chìa sva cung, bây bắt bụng mai bông bông thịnh ọc ní, một căn channel bò miên xa lập bạc. Bắt bao nì dì bì kê chú mô hợp bò dì sử dụy nè lưu bản đàn tùm nè tùm nông xung cung, chứ chạy tha bây mặt chỉ trán ban squa rùi mọc hai tha nè niên. Có chiếc nạn chùm nuôn sợi mùi rụp đồng miên ạch bộ mần thoa mà đa nếp bà chú bọn đi đáy. Bạn nếu không ạch chiếc trên nạn lũ online, dì sử dụy có miên tùm nông giang sẵn sàng sàng chùm mùi nâng nạn sợi ốn, đại chiếc thao cài cồng hôn xùm rõ thoa mà chiếc phong đài. Bạn đòi lại cồng tay tự tuôn bàn đồng nâng tha nạn sợi ốn bảo các sai thôn. Hai tìm bật cồng hôn mùi phìm và sạp tay dì sử dụy, bọn hai nhà rõm giang có đọc đua tam rồi dạ xùm nế. Lớt tất chất tự căn nền niên sợi ôn phá lệp đã thua ai mà hạ chốn chôl bằng chân mà tệ tuol luôn tam rồi dạ ca bỏng hóc rồi bỏ nền niên prung priết phong đài. Bạn nơi dục thang ngay tì đập ram khai thân ủ trên năm phí bọn mà phẩy bấy nền niên sợi ôn đài chìa nền chùm nuôn mà chạc rộng hôn xùm rọt thoa mà chết nâng chìa mà chạc phá lật tự cam riêng hai có chìa bảo thiên krom prak xa phí bào thăm ấy nây krom hôn bố sư bá ban bảo cạc sai thốn. Đói ca chua bổng nô thần đi kia rộp lên đồ lá, prom tên pa nhà hạp xem xên mùi chùm nôn tiết phong đài. Bắt ở vây đã chỉ ca chạp ở rộm chiêng ní nú, bà kào tự tuôn ban đồng nâng phliêm phliêm, nông niêm chế mất, chế pha ôn sợi mà nẹ. Dì sư rùi mình phlịch nông ca lược tất chất đo nẹ niêng sợi ôn nụ tế. Đói kê ban khơi nè lược ở nẹ Facebook tol luôn, rộp bỏ dì sư rùi, ban sau xe riêp rộp giang đọc đua giang được chân này thả. Bọn sợi, bọn nơi tay chia nề ri rừng mòm nâng phụ cái xùm ra bọn rồi hốt nà bọn sợi. Bọn nâng sợ lãnh bọn, bọn chia ai đol bọn rồi hốt, nề ri phụ cái, nề ri rừng mòm, tôi tuôn bật tốc trả ơn mà nè anh mình đai prap nô nà. Bà chìa khá nhóm, bà mình chú cút gọt lọp đài, tay bọn đọc sợi vía bàn, tay mà nè anh, mai ai đol nề ri cổ rụp. Khá nhóm à nất ôn tội nà. Bạn bây mất bộng mai bộng phá ôn thường ọc ní, vì sao nà mần nụ bật chìa mần tiếng toàn mẹn, bà thlọp chìa nẹ chùm nuôn lập bấy, miên ở vầy vầy cổ rộp giang tại nụ bê nít. Nẹ nếng sợi ôn bàn bảo cả thạc sai thốn hai quả triêm bật cổng hôn mũi. Kroi chua bầm nol thờ nê kia rộp liên đồ lá, nâng bà nhà hà rộp bọc cổng hôn bò rây bò sba phong đài. Bạn cao bị thang ngay tì đập bôn khai thân nụ, bà nẹ nếng sợi ôn đai chia thao cài cổng hôn xùm rõ thò mà chết. Bà chìa cồng hôn lập bây chú mô hợp bàn bóng coi miền ca phá nhạc phá áo lập bếp bênh bàn đánh tùm nẹ tùm nông xong cúm. Bọn tòa bì nạ niêng bàn chênh mục rịp rộp tèng tật phá nê giang đôi chân này thả. Luôn ai bởi chôm nâng ca chua cốc ở rương sang song phá đeh chú nà tệ thế chún. Mình toàn tam ca cầm nọt. Bọn tham bí nụ nạ niêng sợi ôn của bàn bảo ca cà đánh cà đánh. Bà lên khlạch áp áo kê tì dù giang đôi chân này thả. Bên ít. Nè niên cầm bông tại đá đo lâu tuol hai trời ca lụa đầy nâng phát đẹp nông đầm lây lây lông chỉ tràn cần lãnh. Đảm bây dục lùi từ cột cung đo ca sang song phát đẹp ở phía nhiêu đại bàn tinh bị kháng cồng hôn bố sư bà. Bạch hiếp nhập áo lý bàn cát lạc bần tòa bị kê bàn đăng tha nè niên sợi ốn. Cứ thơ lọp chỉ nè chùm nuôi sợi miên ở thịt bồn mùi rút nơi khăn nông sông cùng hai chỉ rưỡi rưỡi. Nè niên cứ tay tại bằng hai sợi ca một hiếp mà nô sợi thó. Chuối đo nẹ khoa khát, đo ca tùm nục bòm rong đo chà chờ rí, nâng mênh cầm priê chì chàn. Tại kê mà nâng sman tha nẹ niêng thay lẹ khluôn mọc đo chùm nội mùi ní nụ lại. Bạn nội dục ngay tì đập rắm, nẹ niêng sợi ôn của bàn thua ca lai chì lược tì pi bảo ca chia xa thê ra nạ tay mặt đón, pi ca xay thun, hai của triêm bật cồng hôn mùi nè chông khai mùi, đàm bây dục lùi tặng ọ mọc bòng vào xong thân nê kia, đo nẹ niêng tha ba chụp bón ní, cư nẹ niêng cho bòm nô khăn thân nê kia mùi. Chùm nuôn bay cho chạm bay liên đồ lá đai xa rốt nơi thần nia kia xanh tiết cư mình kraom chất sập liên đồ lá nụ lại. Bắt tay vây đai nạn niên xong có thông ngôn nụ cư nạn niên nâng mình rốt chào phá nhiều rồi bỏ bỏ rây bố sư ba nụ tế. Hai nạn niên có mình khai khăn nông ca chuộp cục nụ đài bảo sân bảo phá nhiều bỏ rây bố sư ba chong phá đăng nạn niên đã cục nụ. Tám ca xo xe riêp rộp bằng thaym rồi bỏ nạn niên xây ôn nạn niên ban xo xe riêp rộp giang đôi chân này thả. Nhi cứ chia mù là hai đại nhóm mình khai nâng ca đào chỗ cục. Rốt nhóm chư chạp cho ai chọn đòi xa. Ca bụ cài trọng cổ rương đại nhóm chua bì mùn. Chỗ chất ngọc ngạc bụ cài chơi chua. Anh chân cục cứ chia còn lại đại xa xóm xâm rạp mà nụ ngọc ngạc đô chì nhóm. Nên nếng sợi ôn ban bằng to tiệt thả nửa tháng ngày tí mùi khai đọc mùi. Chia tháng ngày đại nhóm chỗ luôn mộc bà chung tam ca xa xóm rộp bò. Bì ở đi tiếng ọ rộp bò bò rây bò x Ôi khi nhóm chúi đọc sài bà nhà hà xùm rạp ca đầy chô khá luôn một căn cặp bò rây bò sư bá. Cứ
គឺខ្ញុំបានត្រៀមគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ប្រជុំមុខជាមួយនឹងភ្ញៀវរួចហើយព្រោះខ្ញុំមើលឃើញតែបញ្ហាតែខ្ញុំនៅតែសន្យានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យភ្ញៀវពេញចិត្តមិនខកបំណងចិត្តដាច់ខាតព្រោះភ្ញៀវគាត់ទិញបុស្បាដោយសារគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនៅក្រាញដានីលមិនរត់ចោលបុស្បាយករួចខ្លួនទុកឲ្យភ្ញៀវឈឺចិត្តនោះឡើយ ទី1ខ្ញុំលក់ដីឡៃឡុងដើម្បីយកលុយមកសងផ្ទះជូនភ្ញៀវឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់មិនឲ្យភ្ញៀវខកបំណងជាដាច់ខាតទី2បើភ្ញៀវមិនព្រមគឺភ្ញៀវអាចប្តឹងចាប់ខ្ញុំដាក់គុក 24 ម៉ោងលើ 24 ម៉ោងខ្ញុំស្រីអូនមិនរត់គេចខ្លួនទៅណានោះទេនៅទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងបុស្បាបានសន្យាជាមួយភ្ញៀវយ៉ាងដូចនេះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងស្រីអូនបាទទាំងការឡាយបាទយំទឹកភ្នែកសស្រាក់តែម្ដង ទាំងកណ្ដាលយប់បានមានរយៈពេលជាង5ម៉ោងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតរ៉ូលីនបង្ហោះរូបភាពអតីតកាលមួយសន្លឹករួចរៀបរាប់ថាកាលនោះសុំគេច្រៀងតែមួយបទទេប៉ុន្តែទាល់តែច្រៀងបានដប់បទទើបចុះពីលើឆាក បាទពិតជាគួរឲ្យពំជឿតារាចម្រៀងរ៉ូលីនគឺពិតជាមានទេពកោសលសិល្ពៈតាំងពីក្មេងដែលបងប្អូនគ្រប់គ្នាពុំបានដឹងតរតែសោះដោយសារតារាពហុជំនាញរូបនេះហ៊ានកាន់ក្បាលមីក្រូច្រៀងតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំនិងមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងផងដែរបាទប្រកាសណាស់តារាចម្រៀងកញ្ញារ៉ូលីនគឺពិតជាមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ជាមួយនឹងការខិតខំក្នុងការសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយកញ្ញាបានវិវត្ត360ដឺក្រេ ដោយកាលពីជំនាន់កញ្ញាប្រឡូកក្នុងសិល្បៈជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងនិងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាតារាពហុសិល្បៈនៅក្នុងក្រៅដួងចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកទស្សនាបាទនៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរ៉ូលីនបានទម្លាយរូបភាពមួយសន្លឹករបស់ខ្លួនកាលពីនៅក្មេងរួចលើកឡើងថារូបមួយសន្លឹកនេះគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធំឡើងបានធ្វើការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ សុំគេច្រៀងតែមួយបទទេប៉ុន្តែទាល់តែច្រៀងបានដប់បទទើបចុះពីលើឆាកចំពោះរូបមួយសន្លឹកនេះផងដែរតារាពហុសិល្ពៈគឺរ៉ូលីនបានបង្ហើបឲ្យសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពបានដឹងថារូបនេះគឺតាំងពីរ៉ូលីននៅអាយុ9ឆ្នាំកាលនោះរ៉ូលីនសុំគេច្រៀងនៅក្នុងពិធីមង្គលការនៅភោជនីយដ្ឋានអូឡាំពិករង្វង់មូលសំពើមាសរ៉ូលីនបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា កាលពីកុមារភាពគឺខ្លួនចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងមួយរូបដូច្នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នរ៉ូលីនពិតជារំភើបណាស់ដែលសម្រេចបានវាដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាការជំនះវាផងដែររ៉ូលីនបានបន្តទៀតថាកាលពីប្រឡូកក្នុងសិល្បៈដំបូងគឺបានសិល្បករសិល្បការនីជួយដល់រ៉ូលីនច្រើនក៏ដូចជាអ្នកផលិតកម្មវិធីផ្សេងៗដែរហើយលើសពីនេះអាចថាជាសមត្ថភាពដែលមានដូចជាការច្រៀងបានទាំងសម្លេងប្រុសនិងសម្លេងស្រីដោយឥតឆ្គាំឆ្គងផងដែរនោះ រ៉ូលីនដែលជាតារាចូលចិត្តកំផ្លុកកំផ្លែងបានបន្តថារ៉ូលីនចូលចិត្តច្រៀងដោយកាលពីក្មេងនោះមិនថាទៅសាលានៅផ្ទះឬក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះទេពោលគឺគ្រប់កន្លែងកញ្ញាចូលចិត្តច្រៀងទាំងអស់ដូច្នេះហើយពេលដែលកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តដាក់គោលដៅខ្ល้ายជាតារាចម្រៀងមួយដួងនោះកញ្ញាក៏គោរពពេលវេលានិងទូនីតិ ដោយជាធម្មតាកញ្ញារ៉ូលីនពុំដែលមកយឺតឬខកខាននៅក្នុងកម្មវិធីនោះឡើយបាទគឺរ៉ូលីនអាចនិយាយបានថាជាតារាចម្រៀងមួយដួងដែលគោរពពេលវេលានិងទូនីតិរបស់ខ្លួនបានល្អផងដែរបាទប្រកាសណាស់តាមរយៈរូបភាពដែលកញ្ញារ៉ូលីនបានបង្ហោះកាលពីពេលនោះកញ្ញាបានបន្ថែមថាគោលចំហដែលកញ្ញាបង្ហាញរូបនោះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចេះឈោងចាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដួលកន្លែងណាក្រៅកន្លែងនោះទោះដួលប៉ុន្មានដងក៏ដោយ ដោយជាការសម្រេចក្តីខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់ដើម្បីសម្រេចភាពជោគជ័យបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមគោរពបាទអរគុណប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា